YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Mình nghe đèn rồi. Đó. Tôi mở xong nha bạn. Thì làm chết chứ tôi mở.
Vậy là mình đã tôm vào xong rồi các bạn nghe, cho mình xin một lần đăng ký kênh cho tất cả các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Không quên nữa, 200 mì nhé. Được. Thôi vậy thì sẽ mẹ hết mì này đang đưa rồi. Rồi, hết mì rồi, thế sạch mì. Nói xong buồn ở đây quá rồi. Rồi, anh em lại đâu cấm này. Đi sớm Thành đi làm. Hả? Thành chiều nó đi làm. Thế mọi hôm nó đi làm không? Không? Chiều nó đi làm thì chị ba thằng que nó đang liên quân. Liên quân mẹ đâu vậy? Ba mẹ đây. Ở đời đúng không? Ừ. Vậy là mình nhớ tôi mà sau nếu các bạn nghe thì mình xin làm đăng ký kênh, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Từ bắn ở nôi nhé, bắn đi để bố này con đủ cho trời, bắn đi để bố xong ngoan nôi bắn lại cái gì mày thế vào xong ngoan mẹ rồi chỗ sạc sạc lại mắt bị chột à, thua cái này ngoài bắn hay để lại. Ôi thằng này nghe ơi cân bốn à. Thế thì mẹ về sớm. Mấy giờ rồi? Chín bố rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục cái tô mỏng nha các bạn. Vẹo, tiêu. Bây giờ mới tô mà xong như vậy.